Những chú chim có biểu hiện bất thường. Thời 2006 thì ngẫu nhiên một đàn dạt từ đâu nó bay về, nó ở trong vườn tôi vào khoảng 100 đến 200 con. Người đàn ông có lối sống khác người. Thì cũng có nhiều người ta nói là thằng đó nó cũng như là nó tỉnh tẩn hay gì, nó có cái mảnh vườn rộng rãi vậy mà để cho chim ở. Rồi nó cái chuyện mà người ta nói thì ta nói, nhưng mà mình thấy cái vấn đề mà con chim về đây nó ở trong vườn mình thì mình nó ở với mình thì mình vẫn giữ bảo vệ cho nó. Tôi tên Lê Văn Chìa, sinh năm 1946. Thì trước đây tôi trồng cây nhãn da bò vào khoảng được 5-6 năm. Thì cây trong lúc đó nó đang mang trái. Thì có một đàn dạt từ đâu nó bay về khoảng 200 con trú ngụ trong cái miếng vườn. Thì kéo dài tới hiện nay thì nó đàn dạt nó phát triển rất nhiều. Rồi thêm lại một đàn cò, đàn cầm cọc nó ở. Rồi từ đó tới giờ tôi quá nhiều vậy rồi tôi cũng không có ra vườn được để canh tác nữa. Thì từ đó tôi để cho miếng vườn này chim ở luôn tới giờ luôn. Còn đây là công việc mà ông Hai Chìa bắt đầu vào mỗi sáng sớm cũng như đến lúc chiều tà. Đây cũng là duyên cớ gắn ông với biệt danh ông Mục của đàn chim trời. Ông bắt đầu công việc này cách đây hơn chục năm, cái thời mà mảnh vườn gia đình ông đang sai hoàng trái. Thế nhưng kể từ khi hàng ngàn con dạt, loài chim hay đi ăn đêm đến trú ngụ và làm tổ trong vườn nhãn và măng cụt, thì mảnh vườn hơn 2 hectare này bị thất thu hoàn toàn. Cây không thể ra trái, thậm chí có cây còn chết khô. Mỗi năm ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nhưng vì yêu quý chúng, lão nông này vẫn vui vẻ chấp nhận. Mình nghe nói là đất lành thì chim đậu. Thì mình thấy vậy với cho nó ở, thấy cũng có cái sự vui. Rồi mình thấy thích thú hơn, rồi mình cho nó ở. Thấy nó cũng không có thiệt hại gì cho mình. Bây giờ mình biết đuổi nó sẽ số phận nó sẽ ra sao. Nó đi ra rồi chúng bắt nó tội nghiệp cho nó. Mỗi ngày cứ khoảng 5-6 giờ sáng là từng đàn dạt bay về. Mỗi đàn có vài chục con đến cả trăm con biểu diễn với những đường bay uốn lượn và tiếng đập cánh hòa lẫn trong tiếng kêu làm sao động cả một khu trời. Ấy thế, nhưng đối với lão nông này, đây là niềm vui không gì sánh bằng. Không chỉ dành đất cho đàn chim trời trú ngụ, ông Hai Chìa còn ra sức để bảo vệ chúng, bởi khu vườn thường xuyên bị kẻ gian vào bắn phá và bắt chim. Vì vậy, ngày cũng như đêm, ông Hai không ngại nắng mưa tuổi già, vẫn canh giữ, quyết tâm bảo tồn đàn dạt suốt hơn 11 năm qua. Những chiếc bẫy và hệ thống chuông báo động tự chế cũng được ông lắp đặt để báo động mỗi khi người lạ xâm nhập vào vườn. Chim nó ở mười mấy năm rồi, người săn bắn bên ngoài rất nhiều, nhưng mà một mình không thể nào mà giữ nổi trong cái mảnh vườn 20 mấy công đất này. Nhưng thành ra nó chừng nào nó đi thì thôi, chứ còn bây giờ nó ở với mảnh vườn này, ngày nào thì tôi vẫn bảo vệ cho nó ngày nấy, và đồng thời tôi đã hy sinh mảnh vườn này cho nó ở luôn. Lực bất tòng tâm, ở cái tuổi 73, giờ đây mong ước của lão nông này là cơ quan chức năng sớm có phương án bảo tồn, bởi ông lo ngại đến khi ông không còn đủ sức để bảo vệ thì liệu rằng đàn chim trời này sẽ đi về đâu. Tại cơ quan công an, anh bé Sáu khai nhận mình đi bán trứng cút thuê cho một người em với tiền công 150.000 đồng một ngày. Trứng được lấy từ Đồng Nai, bán dưới giá 10.000 đồng 30 trứng. Qua kiểm tra, đội kiểm tra liên ngành thị trấn cho biết toàn bộ số trứng cút này không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch nên đã tiến hành lập biên bản và cho tiêu hủy toàn bộ số trứng cút trên. Chỉ 10.000 đồng cho 30 trứng mà người bán vẫn có lời, thậm chí là lời lớn. Vậy giá trị thực của những quả trứng cút siêu rẻ này là bao nhiêu? Để giúp quý vị có một cái nhìn cận cảnh về vấn đề này thì phóng viên chúng tôi đã tìm đến Đồng Nai, nơi mà anh bé Sáu đã khai nhận mua số trứng cút trên để ghi nhận thực tế. Tại một số tuyến đường lớn tại khu vực Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, những chiếc xe chở theo rất nhiều trứng cút được trao bán với mức giá rất hấp dẫn, 20.000 đồng 100 quả, rẻ bằng phân nửa so với trứng cút bình thường trên thị trường. Với mức giá siêu rẻ đã thu hút rất nhiều người đi đường ghé lại mua. Thế nhưng thực hư sau những quả trứng kia như thế nào? Tại sao giá rẻ như vậy? Liệu có ẩn khuất sau lưng? Trong vai người đi mua hàng,
nhóm phóng viên đã tiếp cận tìm hiểu và được nhận câu trả lời như thế này. 20 ngàn cô bác ơi. Châm trứng cút 20 ngàn cô bác ơi. Có ăn không? Châm trứng cút 20 ngàn cô bác ơi. À. Châm trứng cút 20 ngàn cô bác ơi. Châm trứng cút 20 ngàn cô bác ơi. Châm trứng cút 20 ngàn cô bác ơi. Mày lấy tại vườn hả? Mày lấy tại vườn hả sao? Châm trứng cút 20 ngàn cô bác ơi. Sao chứ? Anh nói gì không? Châm trứng cút 20 ngàn cô bác ơi. Trứng bao ăn là lời mà người bán đã nói. Thế nhưng thực tế, những quả trứng sau khi được lấy ra trong vỏ ni lông có hình thù móp méo. Khi lắc nhẹ thì trứng không có độ bám bên trong. Bóc thử vỏ 20 quả trứng thì kết quả nhận lại là hết 15 quả đã bị hư. Trứng bóc ra có mùi hôi thối, xộc lên mũi rất khó chịu. Có trứng đã khô lại, biến dạng và có màu sắc rất khác so với trứng thông thường. Tương tự, 100 trứng mua về thì chỉ không đến 30 trứng là có thể dùng được. Tưởng rẻ mà quá không, 20.000 có thể sử dụng được 30 quả, tính ra là 600 đồng một quả. Thưa quý vị, có thể thấy lời rao bán và thực tế hoàn toàn trái ngược nhau. Đó là một sự lừa dối người mua một cách trắng trợn và chắc hẳn là đã không có ít người đi đường khi mà nghe những lời này cũng phải hậm hực vì mua phải trứng cút siêu rẻ lề đường này. Mặt khác, lợi dụng người tiêu dùng đa phần là khách vãng lai qua đường nên kẻ mua bán gian lận đã tận dụng cơ hội để trục lợi bất chính. Và có lẽ để giúp cho quý vị có thể tránh được những quả lừa này thì quý vị hãy nhớ kiểm tra thật kỹ trước khi mua hàng. Không nên mua những bịch đã được người bán đóng gói sẵn và hãy nhớ của rẻ là của ôi. Thưa quý vị, ham chơi, lười làm mà lại muốn có nhiều tiền để tiêu xài. Nam thanh niên 22 tuổi này đã lợi dụng một nhà dân vắng chủ mà ra tay cưỡng số tài sản lên tới gần 400 triệu đồng. Con dại, cái màng, hành vi của thanh niên này bị người cha ruột phát hiện và khuyên trả lại cho nạn nhân. Tuy nhiên, lòng tham lấn át lý trí, đối tượng đã mang hàng trăm triệu đồng ra sau nhà chôn xuống đất để giấu. Biết không thể khuyên răn và để con bớt tội, người cha đã đào lại số tiền trên và giao nộp công an, vận động con trai ra đầu thú. Trước đó, Võ Hoàng Duy, 22 tuổi, trú ấp Trường Lợi A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, đã đột nhập vào nhà một người dân, trộm một laptop và một dây sạc, một điện thoại di động, một máy tính bảng, một quyển sổ và 340 triệu đồng, sau đó đã bị chủ nhà phát hiện nên y bỏ chạy. Về đến nhà, cha Duy phát hiện vụ việc và khuyên đem trả, ra đầu thú, nhưng y không làm theo mà đem tiền đi chôn sau vườn rồi vứt bỏ điện thoại cùng máy tính bảng. Sau đó, người cha tìm được số tiền 228 triệu đồng mà Duy cất giấu đem giao nộp cho cơ quan điều tra. Được gia đình vận động, Duy đến cơ quan công an đầu thú và nộp thêm 11,5 triệu đồng. Công an huyện Châu Thành A cũng trao trả lại gần 240 triệu đồng cho nạn nhân và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Duy. Một khu phố đang yên bình thì bỗng trở nên náo loạn, nhiều người phải chạy thoát thân. Tất cả là bởi một thanh niên tại đây bỗng lên cơn ngáo đá, mất kiểm soát và vác dao chạy khắp nơi đâm chém, đập phá tài sản khiến người dân xung quanh vô cùng kinh hãi. Và thưa quý vị, sự việc xảy ra tại thành phố Long Xuyên vào chiều qua 16 tháng 1 nhanh chóng được người dân báo lên cho cơ quan công an. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát 113 được triển khai để khống chế bắt giữ đối tượng sau khi vận động bất thành. Trước đó, công an phường Mỹ Phước nhận tin báo của người dân về việc đối tượng La Hoàng Khải, sinh năm 1981, trú tại khóm Đông Thịnh 1, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, có biểu hiện ngáo đá gây rối trật tự công cộng và đập phá tài sản trong nhà của người dân. Khi thấy lực lượng công an phường đến, Khải ôm bình ga vào nhà người thân, rồi cầm hai cây dao cố thủ, không cho ai tiếp cận. Sau thời gian vận động không thành, được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát 113, lực lượng công an đã khống chế bắt giữ Khải. Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, đưa Khải vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh để cắt cơn, giải độc và tiếp tục điều tra xử lý sau. Xin được chuyển đến quý vị những thông tin tiếp theo về tình hình tai nạn giao thông. Thưa quý vị, vào chiều qua ngày 16 tháng 1, tại đoạn đường dẫn vào cầu Cần Thơ thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu, một chiếc xe tải bị lật nằm ngang trên đường. Điều gì đã xảy ra? Và ngay sau đây sẽ là chi tiết vụ việc được chúng tôi ghi nhận. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 16 tháng 1, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 65C11659 do tài xế Trần Thanh Nhu, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, lưu thông với tốc độ bình thường trên quốc lộ 1A hướng từ Vĩnh Long về thành phố Cần Thơ. Khi đến đoạn dẫn cầu hướng về thành phố Cần Thơ thì bất ngờ một người đàn ông chạy xe máy cắt ngang đầu. Do tình huống quá bất ngờ nên tài xế xe tải chỉ kịp đánh lái sang phải để tránh xe máy. Cú đánh lái mạnh khiến xe tải bị mất thăng bằng, lật ngang và đâm vào rào chắn trên đường. Rất may vụ tai nạn không có thương vong về người. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã đến hiện trường xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.
Dù mới chỉ là học sinh lớp 3, thế nhưng hai cô bé Huỳnh Thị Như Ý và Nguyễn Ngọc Ý khi nhặt được đến 4 lượng vàng đã không tham của rơi. Cả hai sau đó đã mang về và cùng với phụ huynh lên giao nộp để tìm người đánh rơi và trả lại. Vâng, thưa quý vị, hai tấm gương học sinh này đang theo học tại trường tiểu học Dòng Găng, xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Và với hành động đẹp như vậy, thì vào sáng nay, ban giám hiệu của trường tiểu học Dòng Găng đã tổ chức biểu dương khen thưởng hai em học sinh này. Trước đó, người nhà chị Lê Thị Hồng, ngụ xã An Phước, huyện Tân Hồng, khi đến đón con tại trường tiểu học Dòng Găng thì đánh rơi một bịch ni lông, bên trong có 4 lượng vàng 24K. Cùng lúc đó, hai em học sinh gồm Huỳnh Thị Như Ý và Nguyễn Ngọc Ý cùng học lớp 3A nhặt được. Hai em học sinh sau đó đã cùng phụ huynh đem số tài sản nhặt được trình báo ban giám hiệu nhà trường, tiến hành trao trả lại cho người mất. Hành động của hai em học sinh tiểu học không tham của rơi xứng đáng được tuyên dương và nhân rộng. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin vào những ngày vừa qua, thị trường tiêu thụ lúa đông xuân sớm tại các tỉnh miền Tây đang vô cùng ảm đạm, khiến nhiều nông dân thấp thỏm. Lúa thì một ngày gần hơn với ngày thu hoạch, mà trên khắp các cánh đồng lại vắng bóng thương lái thu mua. Không thể nằm chờ lúa chín rụng và phụ thuộc mãi vào thương lái, thời gian vừa qua, nhiều nông hộ đã nỗ lực tìm kiếm đầu ra cho cây lúa. Và một trong những phương pháp vô cùng hiệu quả là mang những cánh đồng lúa lên mạng xã hội để rao bán. 20 hectare lúa của gia đình anh Lý Văn Mẫn, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp 10, dự tính chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến ngày thu hoạch. Hàng năm, toàn bộ diện tích tại đây đều chỉ có một đầu ra duy nhất là thương lái. Tuy nhiên, vụ đông xuân sớm này, thương lái không còn hoạt động tích cực như các mùa trước. Nóng ruột, anh Mẫn dò hỏi người quen rồi tìm đến một diễn đàn lúa gạo Việt Nam trên Facebook. Sau vài bước đơn giản đăng ký làm thành viên, anh đã có thể đăng bài rao bán diện tích lúa mình đang có với hàng chục ngàn người. Tất cả chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối mạng. Mình cũng nghe bạn bè này kia rồi giới thiệu muốn mà biết giá lúa hay là muốn buôn bán gì đó, cái mình lên diễn đàn lúa gạo đó, cái mình xin vô thành viên. Rồi cái người ta duyệt thành viên, cái mình vô đó mình muốn bán gì đó mình tung lên đó, rồi mọi người cũng quan tâm, cũng có một số thương lái là cũng có điện xuống hỏi, hoặc là những anh bay vô bình luận hỏi mình ở đâu vậy đó. Thí dụ những hợp cái mà gần chỗ người ta buôn bán thuận thì người ta sẽ liên hệ với mình. So với những cái việc bị động mình đợi cò thì mình tìm đầu ra này nó rất là dễ hơn. Ngoài việc có thể nhanh chóng tìm được đầu ra cho lúa gạo, các diễn đàn nông nghiệp cũng là nơi cung cấp vô số thông tin về cách chăm sóc canh tác lúa hiệu quả, giá cả, diễn biến thị trường cho nông dân. Đây thực sự là một kênh thông tin bổ ích nếu nông dân biết cách tận dụng triệt để. Kiến sắp tới thì mình ngay khi mình quy hoạch cái vùng nào mình sản xuất cái giống lúa nào đó thì mình đăng hình ảnh thông tin để cho các anh chị để nắm biết khu nào có trồng cái giống lúa nào, để các anh chị có nhu cầu mua liên hệ trực tiếp ở chỗ mình sản xuất. Mua bán online đang dần trở nên phổ biến và việc mua bán lúa gạo qua mạng cũng không nằm ngoài quy luật. Chỉ một chiếc điện thoại có kết nối mạng là thị trường đã rộng mở hơn rất nhiều với mọi nông dân, một việc không hề khó.